Hả? Thì cho anh câu đó. Sát pháo quy bên thềm. Mà bị đặt chắc trước rồi đó. Hồ này hồ gì anh Cường? Hồ bên Đồ Môn hả? Đồ Môn nó có 100 cái hồ, biết cái hồ nào? Rồi trộn mồi luôn anh em ơi. Hôm nay mình đi câu với Quy nha. Quy bên chị lấy xốp xung lọc hả? Quy ngồi bên kia kìa ha. Hôm nay đi Cường cá trôi ha. Ông anh mà hay đi câu mình ở bên sông Mây anh em ha. Còn ông Kiền có cái tuốt trên kia nữa kìa. Hôm nay bốn anh em đi câu. Hôm nay Cường giới thiệu hồ này cá trôi nhiều lắm anh em ơi. Cá trôi rất nhiều ha, nước rất là sâu, nước 4 mét mấy 5 mét đấy. À cha, đây. Đi về làm chả bán kiếm tiền ơi. Hay. Ủa vậy hả? Hàng gì anh mới thả cho anh cũng lụm rồi đúng không? Rồi chọn mồi anh em ha. Hôm nay đi cái hồ ở bên Đồ Môn. Mà chả biết cái hồ tên gì anh em ơi, hồ quá trời hồ à. Đây. Ba nước này nè. Hôm qua đi câu móm cái không có rửa đồ luôn anh em ạ. Bữa nào đi câu có cá mới rửa đồ nên đồ dơ quá trời dơ luôn. Đây cho hai nắp. Mua thứ hai nắp anh em ơi. Hồ này cá trôi nhiều anh Cường nói, nước sâu lắm anh em ơi. Nước là thịnh quá lấy uống thịnh. Ok anh. Anh có mua nước ngọt cho em không? Trời đủ có tao thiệt tình rồi, mày kêu tao mua nước suối, tao mua nước suối. Hay quá ta. Anh thật tình quá. Mẫu thứ hai nắp anh em nha. Rồi. Có cho ít bông tuyết vô nữa là ok. Đây. Bông tuyết cho mồi mình nó xuống nước nó bung hơn, nó nhẹ hơn anh em nha. Ít thôi không cần nhiều đâu. Ký 120, mình cũng có bán luôn cho anh em nha. Vô cá. Đây. Trên cái bao bì cá mình cũng đã hướng dẫn cho anh em ha, mùa xả, mùa câu, mùa vê rồi luôn ha. Hôm nay nước sâu này mình đánh mùa vê, không có đánh mùa guốc được anh em nha. Muốt chỉ đánh được nước cạn, đánh cá phi thôi. Còn nước sâu đây mình đánh mùi. Đây, mình sẽ trộn sao. Trời. Nhanh vậy, anh nuôi ổ hả? Anh ơi. Ôi trời. Cá như chết đói vậy bạn. Mấy ông anh lên cá rồi anh em à. Nhanh ghê ha. Đây, trộn lên. Anh nuôi cả tháng rồi mà, cả tắng cám với đó rồi. À phi cũng xinh mà đúng không, em thấy con phi bên anh Chiền cũng được mà. Được rồi, phi tự nhiên dòng đó là nó chạy cũng ác rồi. Hay quá ta. Rồi đừng có nói gì nữa hết á. Rồi cho nó qua một bên anh em ha. Rồi chụp mưu viên anh em cho mình 0.8 nước thôi. Nha, tỷ lệ là 0.8 nước so với 1 phần cám à. Đánh mùi V có thêm ít tàu rong nữa là đẹp lắm. Anh em cho hương liệu vô. Cho mỗi thứ nắp thôi. So với 200g cám ít vậy thôi. Một chai này anh em đánh được khoảng cỡ 15 đến 20 kg cám nha. Tầm cái đó. Nói chung một bữa anh em đi câu là khoảng cỡ như 7.000 đến 8.000 tiền tinh mùi. Nếu đánh nhiều thì 10.000 ha. Mỗi thứ nắp. Tỷ lệ 1:1 luôn nha. Rồi trộn đĩa này lên. Mình trộn bao nhiêu thì câu hết thì trộn tiếp nha, không có trộn nhiều. Bông tiết nếu mà ok anh em để cho như 5-10 phút vậy cho nó nở ra. Còn mình gấp ăn quá, thấy anh Cường đuổi lên cá mình gấp ăn quá mình cho vô luôn anh em nha. Để cho vô luôn. Cho cám vô. Đây, hồi nãy mình cho 0.8 nước rồi đúng không? Giờ thì mình cho một nắp cám đó là đẹp anh em ơi. Đây. Một nắp rồi, quá hớp rồi anh em ơi. Đủ giờ. Còn đây thôi. Rồi ok vậy là đẹp rồi đó. Anh em câu xong anh em nhớ rằng cái túi này lại nha, cho nó đừng có bay cái hương ra nha. Rồi trộn đều ra. Mong sao có cá rồi gửi cho anh em coi nha. Không thôi là móm anh em ơi, hôm qua mình mới đi móm à. Hôm qua mình đi câu cá mè móm luôn. Đi câu đôi khi nói anh em cái thời tiết cũng như cái địa điểm nó quan trọng. Móm là cái chuyện bình thường anh em ơi. Đi câu mà không móm thì sao gọi đi câu được. Anh em cho ít tàu rong vô nha. Đây, 65.000 chai cho anh em. Đây, thương hiệu mình luôn. Cho vô. Rồi,
gì vậy? Mè nhiêu vậy hả? Rầu rầu cũng được. Làm chả, làm chả bán vậy mới mau giàu á. Đây nè mày, vậy là mình có cục mồi xả, á à, mồi câu rồi nè ha. Câu hết, hết thì mình trụng tiếp mày. Cục này là quá trời to nè ha. Nước sâu sâu nè mình trụng mồi cho nó cứng cứng tí nha, chứ không thôi là nó rơi mờ. Rồi vậy thôi anh em ha, câu đơn giản. Gì vậy trời, xả mồi cũng dính cá luôn kìa. Trời ơi, xả trên thanh con chì mà đi dính con cá mày nhớt anh em. À, ơi, mình đi xả mồi trên thanh con chì nè, ăn miệng luôn nè, y như câu cá mè luôn á. Hiểu không? Nè, kỹ thuật câu cá mè nè. Xả trên thanh con chì dính con cá luôn anh em. Cá mày nhớt. Cá này thả rồi Cường. Cá này thả nè. Tại vì cái hồ này của anh Cường nha nè. Trời ơi, cái gì vậy trời? Mất xả mồi mấy hả? Rồi câu luôn anh em ơi. Lòng miên lý 4 mét rưỡi ha. Chục 2, 3 chấm, 2 chấm rưỡi, 3 chấm gì đó. Bè 0.6. Rồi, quýnh tới rồi. Phao phiến số số 3 này mày. Cái phao to tủ bố luôn. Sống quá trời sống rồi. Rồi, câu luôn. Cái mẹ nó chụp ở đâu ở trên. Uống nước này Quy. Em uống bia lấy uống nha. Nước ngọt hả? Đưa đây. Ý, gì đây? Nhanh dữ vậy hả? Chơi mày luôn. Sợ mày quá. Ui trời, cái trâu bò chết luôn anh em ơi. Thả gì tầm này nữa. Cái trâu anh em ơi, bò nó chết luôn. Nước 4 mít mấy á. Chấp mày chạy. Chục 2.2.5 gì đấy. Bè 0.6. Cắt tay mày luôn, chạy đi. Thả ra gì tầm này. 0.6 chứ. Chạy đi. Thì cái trôi ha. Anh Cường nói đúng y luôn anh em ơi. Mình lên bè 0.6 cái mà quýnh tự. Mình quýnh cho nó chết luôn. Cái chạy, chạy đi. 4.5 nha. 4.5. Con này cái tầm 1.5 thôi. Chạy đi. Ui trời, nước sâu chạy. Em ơi. Có còn khỏe. Ui. Chết chưa? Cái lòng nguyên lý này nó cũng dòng cá êm lắm anh em à. Đấy, chết ngắt. Tầm ký mấy thôi. Muốn nước sâu này chạy cũng mỏi tay quá anh em à. Ai giật cá giùm cho lon nước ngọt nha. Đừng có vô đá. Ui. Dạ, mỏi tay anh em ơi. Đây, ngửa bụng rồi. Ở đây anh em nào cũng gấp ăn hết nên không có nhờ giật cá giật cho ai hết nha anh em nha. Mà nãy giờ. Ây da, cái giật khua nó nhẹ quá anh em ơi. Chắc cỡ cái 7 cái 8 gì đó. Đây anh em ơi. Ăn biển xin xò luôn nè. Lưỡi rô vi siêu cường nè, bê 0.6 nè. Trục này chắc cỡ 2.5. Trục này quýnh thì chỉ có chết thì sao mà chạy nổi. Vô cái đồ này, cái trâu này chưa có cỡ anh em ơi. Thục 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 mắc cây không mà anh em. Xin nè. Ui trời. Phê ha. Quá phê rồi. Vô. Vô nha. Đi ra cái giật nó kêu. Nó kêu cái tiếng gì nè. Xin không. Có cái gì? Bê vọng tới kìa, bên kia nó kìa. Bê vọng tới đi chứ, thiểu cước
với tầm này nữa. Đây, quýnh tiếp anh em nè. Đây, mùa về gió mà thổi mà anh em coi nè, nó trâu mắt luôn à. Tiểu cước gì bê giọng tới vô. Mày vô đây cỡ con này bo chết ngắt. Đây bê 0.6 anh em à. Mình đang quýnh bê tơ ha. À, anh em nào cần thì cũng quẹo lửa luôn. Mình bán tất cả đồ câu cho anh em luôn nha. Bóp vô đây. Về là quýnh tới anh em à. Mình đang căng là mình căng 6 7 vạch gì đó anh em à. Mình câu cũng 6 7 vạch luôn. Căng nhiều câu bấy nhiêu luôn nha anh em. Thôi, vậy tiến tới thôi. Cái hồ này mà dục cắt tay là mắc luôn cây 4,5 m luôn anh em à. Nên mình dục gần gần đồ cần thôi. Sâu lắm. Lồn má đè không. Mày chạy đi. À to quá anh em ơi. Con này chạy hỗn lắm á. Phiền em ơi. Không bo cái là nổ thẻo hay nổ chục liền. Má nó chơi thì sao, thẻo 3 chấm. Thẻo gì thẻo 3 chấm. Anh em coi anh Cường phốt ghê không kìa. Thẻo 3 chấm. Chục 6.5. Chục có 6.5 luôn à. Chục 8 chấm. Bê Simago 4 chấm. Cậu anh Cường lên cũng được luôn, đi thả dây. Ý anh Cường nói vậy á. Nó thùng ghê thiệt anh. Thùng hết cây luôn. Mình không biết căng phao có đúng hay không nữa. Ờ rồi nó tông. Không cột dây bảo hộ chắc cái cần qua bên cái bờ bên kia luôn. Cái đám lục bình lên nó đục trên này đó. Ừ. Còn hồ đó mà nguyên một đám lục bình là rồi xong luôn, nó kéo như một bình là dùng cần. Con này nó tông hơn con trước nhiều anh em ơi. Mình không thả dây chắc bắt không nổ con này đâu. Nổ chục nổ thẻo luôn á. Nè mẹ ơi. Ui trời anh em ơi. Chiều nay thứ mấy? Phì phì anh em ơi, cái chui kìa. Có chứ, thứ ba có chứ. Có. Ý trà nó chạy vô rồi. Có. Phê chưa? Có. Trời ơi nó to không nổi ơi. Giớt. Giớt. Xin anh em ơi. Cũng nó cũng bằng con trước thôi. Ui ra cái vật khu nó nhẹ. Hai con. Này này mày. Ai, công này miệng thả dây nhanh thật. Công nhận mình phản xạ nhanh quá. Không thả dây chắc còn cái này chung. Đây. Bê tơ ha. Cái dây xoay dây nó cũng không to. Đây. Đây này bắt cái này. Sạch ghê ha. Nó cũng bằng cái con trước à. Cái kiểu to hơn thì không có đâu anh em ơi. Đây. Xin nè. Vô. Hai con. Lắm. Hết ăn rồi không cố. Đây. Má ăn miệng luôn nội ơi. Mẹ nó xuống đẹp ghê thiệt. Đây anh em ơi.
này cái mè này ăn miệng luôn mới ghê chứ. Mè này mè giống chủ hồ tha mày đó. Á mè nhiều ghê anh em ơi, những thục ý như là cá trôi vậy. Má cay không, ăn miệng mới ghê chứ. Giờ không biết lẫn lộn cái gì luôn rồi đó. Nãy giật cứ kêu à, ủa sao mà cứ cá trôi. Đây nữa rồi, con thứ ba anh em ơi, mày chết rồi. Chạy đi, tao dỡ lên được rồi. Chơi luôn. Con thứ ba anh em ơi, tao mà dỡ cái mỏ mày lên được là mày chết. Cục hả mày? Đây. Cái gì vậy anh Cường? Ây da, còn khỏe lắm. Đây nè mẹ, cái lòng mì lý này cũng nhẹ nè. Cái trâu ở hồ này đánh dễ bắt nhịp lắm anh em à. Mình nó thuộc còn mắc cây mà. Ý da ơi, chết tôi rồi, con này không có viên vô vợt rồi. Cường nó hồ này cái trâu nhiều cũng đúng thiệt anh em ơi. Ây da, cái vợt khô nhẹ quá, nó có sai này nè anh em ơi. Đây, thuộc đẹp ghê ha. Nè, ăn miệng nè anh em thấy chưa. Rô vi siêu cường số 7 thôi mà cũng trâu ha. Thuộc đẹp ghê. Trời này mà nó bớt sóng quýnh còn sướng hơn nữa anh em nha. Sóng quá mình xả ổ nó không có giữ. Không chính xác rồi. Nè, sai đã không. Tầm cỡ ký rưỡi ký sáu gì đó thôi à. Con nào mà giật lên mà cái đưa cái mỏ lên trước là xác định rồi đó, là lụm. Còn mà con nào mà nó tông một phát đề ba là thả dây liền. Rồi vô ba con anh em ơi, ba con chắc tầm cứ gần 5 kg. Lụm có vốn anh em ơi, ba con. Anh Cường được 2 con, anh bông hết rồi anh em ơi, anh quýnh thiểu cước bông hết. Mình đánh BE không xấu cho chắc anh em ơi. Ơi, để anh Thành nó làm quá nha, thôi tiếp tục anh em ơi. Vô rồi. Đây. Rồi sao cá mè nó đuổi cá mè qua em rồi. Má cá mè không. Quỳ. Ai biết. Trời bớt sóng rồi nè anh em ơi. Đầu tiếp tục đi. Ơi. Quỳ lên chơi anh em ơi. Trời tiếng kích. Phê ha. Anh em coi ngọn cần quỳ bò chết luôn rồi. Đấy. Rồi ngọn càng đá. Rồi. Rồi. Đừ điếc. Đừ điếc nữa bây giờ. Còn kêu đã ha. Ừ. Anh em coi ngọn càng cong đá không. Đấy. Rồi nửa mỏ rồi anh em à. Đây mình giật cho. Ui. Càng đứt đã không? Đấy, cá trâu nè. Anh em coi cá trâu rồi nè. Ây da, cái giờ thua nhẹ quá. Ý, con này được nha. Ăn miệng xinh xò đi. Đấy, bông mấy con à? Bông 2 con rồi. Nè, nè. Em có cái size này đẹp ha. Cái 7 với 8 vậy. Rồi, quy vô tùng nha. Sao bao nhiêu con nữa nửa thẻo. Nửa rồi vô tùng đã
Không mà hồ này được cái đâu nó có cái đường mòn vậy, mòn đặt cái thùng đó thì câu cái tạ cá về thì chứ. Đây rồi, thả dây luôn anh em ơi, gồng hết nổ đâu. Bò chết luôn Quy ơi. Hay ơi. Quy con nữa anh em ơi. Hôm nay mình đi quay cho Quy với mình câu gì anh em. Mới có 3 con Quy, nó con thứ hai nó bông mấy con rồi nè. Bò chết luôn Quy. Trời ơi chết luôn. Ui. To anh em ơi, cái chùi này. Ở đây toàn là cá trôi anh em à. Này. Này ngon căng này. Về lòi chưa? Đầu nhỏ đừ điếc rồi. Hết chạy nổ luôn. Chà. Ủa, Quy câu chị chạy hả? Dựng lên á, đứng lên. Còn nữa nè. Có cái sài đó này. 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 Vô miệng luôn em ơi. Vô miệng luôn kìa. Đánh cái ngay mồm, chết ngay. Con thứ hai. Quy hai con, mình ba con, anh Cường 4 con. Anh Triền như 5 số con Quy à. Mấy anh em ai cũng lên cá nhiều á. Nè. Đấy Quy đang lên phần độ anh em ơi. Cho báo cáo anh Cường cho anh em coi. Hôm nay hai anh em đánh cũng tạm thôi, được mấy con thôi, nhưng mà Châu Vinh xinh lắm anh nè. Cường có được mấy con cá rô phi nữa nè. Trời. Kéo lại luôn đi, được. Mình anh kéo được. Ui, con rô phi đã vậy, hai con hả? Một con à. Con kia nữa kìa. Hả? Ừ, má trời ơi, rô phi nè anh em ơi, cá trôi nè. Trời ơi, cá rô phi nè. Con này chắc phải cá ký anh Cường. Ui, con cá trôi này xinh nè. Ừ, con nó bự nhất. Con này bự nhất, tầm hơn 2kg. Ngon anh em à. Anh Cường nè, vậy là ok rồi, hay quá. Anh Cường đánh được mấy con cá phi xinh ghê anh em ơi. Mình được mấy con cá trôi à. Bông hết 1 con, 2 con cá trôi gì đấy. Đây, kéo rộng cá lên cho anh em ha. Nói chung mà là đi câu anh em à, nó cũng phải tùy theo ngày nữa. Thời tiết, địa điểm rồi nó tùm lum điều kiện hết. Nói chung là mỗi bữa mình đi câu thì mình cứ cố gắng câu để có cá làm video gửi anh em coi. Còn nó nhiều hay ít thì thật sự ra mình cũng không bao giờ biết được anh em này. Đây. Cũng được thôi chứ không có nhiều nha. Đây. Kéo rộng lên cho anh em coi, được vài cá trôi thôi. Quay được đây cho anh em coi ơi, được mấy cá trôi thôi. Không có nhiều. Từ từ đó anh Triền nói đợi em tí. Đây anh em ơi. Đây mình quay cho anh em coi. Đây được mấy cá trôi hay kệ nó, vậy đúng được anh em ơi. Rồi để qua báo cá cho anh Triền. Anh Triền mang động cá đây. Anh Triền đánh đạt hơn anh em à. Nhiều hơn mình với lại anh Cường nhiều. Anh Triền là nhiều nhất. Với lại anh Triền bị nổ chục hết trơn luôn anh em à. Đây. Đây. Được mấy con anh? Anh có đựng cá trâu to mà đúng không? Ui, này anh Triền đổ luôn nè anh em ơi. Ui, con cá trâu này ngon nè. Cơn. Ui trời ơi, cá trâu nè. Anh Triền ôm cá lên Triền. Ôm cá lên cho đẹp nè. Ui, anh em coi nè. Để ôm lên. Ui, là cá trâu. Đấy. Anh em thấy đã chưa? Phê ha. 1, 2, 4, 5 con. Ẩm giật được mấy rô đồng nữa nè. Rô đồng ngon ghê anh em. Đây. Vậy là quá ngon anh em ơi. Có mấy cái chùi đã. Con này to nhất anh em. Con này đầu 2 mấy gần 3 luôn á. To. Rồi về luôn anh em ha. Rồi anh em nào coi ủng hộ mình một like đăng ký kênh. Để kênh mình nó đặt 5.000 người đăng ký. Kênh mình mà đặt 5.000 người đăng ký thì mình sẽ chơi một cái game gì mini nhỏ nhỏ gửi cho anh em coi ha. Rồi về luôn anh em ha. Anh em có mua cá mua tinh mùi thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại mình để trên màn hình ha. Rồi chào anh em luôn, về luôn.